Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Rất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối đọc truyện ma đêm khuya của ngày hôm nay, chúng ta cùng nhau gặp lại Đại Thất Tử, là một trong những cây viết gắn liền với quá trình phát triển của kênh Rất Đồng Radio chúng ta, đi với Huy từ những ngày đầu cho tới bây giờ, và cũng là một trong những cây viết độc quyền hiếm hoi là chỉ viết cho Huy thôi, không viết cho kênh khác. Những tác phẩm của Đại Thất Tử thì rất là nhiều, nhưng mà điển hình thì những cái tác phẩm được nhớ nhiều nhất thì chắc có lẽ là Bí Mật 49 Ngày, Chiếc Quan Tài Của Cha, Đêm Giao Thừa Nghe Ông Kể Chuyện Ma, Người Canh Nghĩa Địa, Người Mẹ Linh Miêu. Và gần đây nhất thì hôm Tết này, Đại Thất Tử có gửi đến cho chúng ta bộ truyện Tết Có Còn Xuân. Quý thính giả nào nếu như chưa nghe, hãy tìm nghe lại nha. Những cái tác phẩm đậm chất miền quê, miền Tây rất là hay. Ngày hôm nay là một bộ truyện mà Đại Thất Tử chợt nảy ra cảm hứng trong một cái lần mà mấy bệnh vừa rồi, phải nhập viện một khoảng thời gian. Thì mời quý thính giả cùng lắng nghe Những Ngày Nằm Viện, tác giả Đại Thất Tử. Chiếc xe lao nhanh, vừa vào tới cổng bệnh viện là chú Sáu tài xế đã bóp kèn tin tin cho dừng lại ngay trước cửa khoa cấp cứu. Tôi nhớ rất rõ hôm đó là 5:40 chiều thứ Sáu. Vẫn như mọi khi, tất cả bệnh nhân đến khám trong ngày đều đã ra về hết, để lại trong bệnh viện huyện khung cảnh âm u vắng lặng. Phía kia chỉ còn bác bảo vệ đi tới đi lui xem xét xung quanh. Xa xa vài ba người đàn bà tay xách cà mên cơm, tay xách bình thủy nước, có lẽ họ mang tới để nuôi người nhà đang nằm viện. Đảo mắt nhìn quanh một lượt, chú Sáu bước xuống đỡ lấy tôi. Do tôi mang thai cũng sắp tới ngày sinh nở nên bụng đã to và có hơi ì ạch. Nhân ơi, bác sĩ ơi, giúp chứ. Từ trong khoa cấp cứu, một nữ y tá trực và bác bảo vệ nhanh chóng đẩy chiếc băng ca ra. Họ cho tôi nằm lên, mà nước từ phần thân dưới chảy ra ướt đẫm hết cả phần ngoài quần. Chú Sáu bên ngoài lúc đứng lúc ngồi, khi thì đi tới đi lui, hết lắc đầu rồi lại thở dài lo lắng. Hoàng hôn đã tắt, trời tối mịt, cũng là lúc cánh cửa phòng cấp cứu khép lại. Rất nhanh, chỉ tầm 15 phút sau, cuộc thăm khám đã xong. Nữ y tá lúc nãy đẩy cửa bước ra với vẻ mặt khẩn cấp. Chú gì ơi, bệnh nhân Hồng Nhan á, là người nhà của chú hả? Phải, là tôi nè cô. Nhan bị vỡ ối á, lâu quá rồi, tử cung đã nở nhiều, cho nên phải sanh sớm đó chú. Cái gì? Sanh sớm hả? Dạ, vợ chú có bảo hiểm không? Chú cầm bảo hiểm qua bên kia đóng tiền tạm ứng, để con làm thủ tục nhập viện cho cậu. Trời đất ơi, tôi là chú chồng của nó thôi. Lúc nãy chạy xe ôm về ngang nhà thấy nó xỉu, nên lật đật đưa nó tới đây giùm đó. Chứ vợ đâu mà vợ cô ơi. Nữ y tá cười cười, giọng điệu ngượng ngùng vì sự nhầm lẫn của mình. Dạ xin lỗi chú. Vậy bây giờ chú liên hệ với người nhà nhanh nhanh giùm con đi, để lâu em bé ngộp thở, nguy hiểm đó chú. Chú Sáu là em của ba chồng tôi, nhà ở chung một xóm. Chú kể sơ với cô y tá là lúc chiều chạy xe ôm về ngang qua, thấy tôi ngất xỉu ở trước cửa chuồng bò, nên thoa dầu gọi tôi tỉnh rồi mới đưa vào trong bệnh viện. Sau một phút cầm điện thoại chờ đợi, nhưng gọi mãi mà người nhà tôi không nhấc máy, chú bực bội nói với nữ y tá. Để tôi đóng tiền viện phí luôn cho. Dạ nhưng mà con cần chồng hoặc là người nhà ký tên mới được chú. Chồng nó không có tới đâu, cứ đưa cho nó đi sanh đi, tôi là chú nó, tôi ký. Thế là tất cả thủ tục giấy tờ lẫn tiền tạm ứng để nhập viện, chú Sáu đã lo xong. Do tôi không có bảo hiểm nên tạm ứng trước 2 triệu. Mai lúc chiều chú đi bán mấy con gà, sẵn chạy cuốc xe ôm nên mới có tiền trong túi. Nếu không trường hợp cấp bách như thế này, chú cũng không biết xoay sở ra sao. Bệnh viện cách nhà tầm 1 tiếng, chứ đâu phải gần nhà mà chạy về lấy được. Lúc này, sau khi đẩy tôi vào trước cửa phòng sanh, chú Sáu đứng đó nhìn theo. Có lẽ chú đang lo lắng cho tôi rất nhiều, vì chú là người hiểu rõ hoàn cảnh của tôi hơn ai hết.
Người ta đi biển có đôi, còn tôi đi biển mồ côi một mình. Hầu hết tất cả những người phụ nữ tới ngưỡng cửa sắp làm mẹ đều được chồng đưa đi ít nhất cũng được một đoạn đường, đến bệnh viện hoặc đưa vào phòng sanh. Còn tôi, anh ấy chỉ đưa tôi đi siêu âm một lần duy nhất lúc tôi mới mang thai, để biết xem đó là trai hay gái. Còn về sau tôi đi khám định kỳ đều phải đón xe ôm. Đến ngày sinh nở thì người đưa tôi đi lại là ông chú chồng. Có lẽ cái tên Hồng Nhan nó đã gắn liền với câu bạc phận, nên cuộc đời của tôi không thể nào thay đổi được. Ngày xưa ba tôi bị bệnh nên đã qua đời. Tôi chỉ nghe mẹ kể lại vậy thôi, chứ tôi còn quá nhỏ. Lúc đó tôi chỉ mới là một đứa trẻ chập chững bước đi. Tôi hoàn toàn không có ký ức gì về ba cả. Từ dạo đó mẹ và tôi sống trong ngôi nhà tranh ở cuối con đường trong xóm dừa. Lớn lên tôi là cô giáo mầm non. Tôi chọn nghề này bởi vì tôi rất yêu bọn trẻ con. Hằng ngày tôi đi dạy, mẹ ở nhà cùng với mấy cô ở xóm chặt tàu dừa thuốc lá. Số cọng dừa có được phơi nắng sơ qua rồi bó thành chổi để bán. Số chổi bán được hai mẹ con ăn uống tiết kiệm. Thời mai mẹ tôi có sức khỏe tốt, ít khi ốm đau, nên cuộc sống của hai mẹ con dù có nghèo cũng không tới nỗi nào vất vả. Tết năm đó trường tôi tổ chức cuộc thi người mẫu nhí cho các bé. Cô hiệu trưởng có mời hiệu trưởng trường cấp 2 và một vài giáo viên giỏi đến dự. Tôi và anh Tính gặp nhau. Chàng thầy giáo điển trai có gương mặt trầm lặng như đã in hằn vào trong tâm trí tôi. Tôi yêu anh vì anh ít nói, không lời lẽ hoa mỹ như các chàng trai khác. Sau vài lần gặp nhau, cả hai chúng tôi đem lòng tưởng nhớ. Biết được chuyện, mẹ tôi vui mừng lắm, vì đã hứa với vong linh của ba sẽ cố gắng nuôi nấng tôi khôn lớn nên người. Tận mắt thấy con có bến đỗ bình yên thì bậc làm cha mẹ cũng không có gì hạnh phúc hơn, không có gì hối tiếc hay lo sợ nữa. Và rồi tôi bỏ mẹ một mình ở lại xóm dừa, lên xe hoa theo chồng về huyện khác. Tôi bắt đầu cùng chồng xây dựng tương lai hạnh phúc. Những tưởng cuộc sống màu tươi sáng, nhưng không. Lấy chồng rồi thì là con người ta, được về nhà thăm mẹ ruột hay không cũng phụ thuộc vào người ta. Phận làm dâu và hôn nhân ở xứ người là một khoảng trời mang nhiều gam màu tăm tối. Bà Tâm, má chồng tôi, bị tai biến mấy năm nay, hai chân teo lại phải ngồi một chỗ, ăn uống tắm rửa, đi vệ sinh hoặc là muốn ra trước sân nhà để hít thở khí trời cũng phải dùng xe lăn mới có thể di chuyển được. Tất cả sinh hoạt của bà đều do một tay tôi chăm sóc. Má bắt tôi ở nhà để lo chu toàn mọi việc. Tôi cũng thương má nên nghĩ dài, tất cả tôi đều làm theo, không dám cãi nửa lời. Ấy vậy mà bà không biết thương tôi, ngược lại còn luôn làm khó, miệng cứ lải nhải, chửi mắng suốt ngày không ngớt. Vợ thằng Tính đâu? Vợ thằng Tính? Dạ con nè má. Mày chết bờ chết bụi ở đâu mà tao kêu hoài không lên tiếng vậy? À, hay là mày canh lúc con tao đi dạy không có ở nhà nên hẹn hò với thằng nào phải không? Dạ nãy giờ con bật nước dội chuồng bò, mưa lớn quá cho nên con không có nghe má kêu. Rồi cơm nước của tao có chưa? Bữa nay bụng tao đói sớm, dọn lẹ cho tao ăn để còn đi tắm. Bữa nay tao tắm sớm, tao nực rồi. Dạ con nấu cơm xong rồi, để con bưng lên liền nha má. Lúc đó tôi ngây thơ nhút nhát lắm. Tôi sợ tất cả mọi người và mọi thứ trong ngôi nhà đó. Từ một cô giáo trẻ xinh xắn, có vóc dáng đầy đặn, tôi trở thành một cô con dâu tóc tai rối bù, quần áo dơ bẩn đầy mồ hôi và mùi phân bò phân heo. Nghe tiếng má chồng la hét là tôi vội vã xuống bếp chuẩn bị bữa cơm sáng cho bà. Tôi đi rất nhanh, thậm chí là chạy, một phần vì sợ bà đói, phần khác vì sợ mấy câu chửi cha mắng mẹ được thốt ra từ khu miệng độc địa của bà ấy. Dâu người ta lẹ làng thấy ham, còn dâu nhà này á nhìn thấy ghét. Lấy mấy năm nay không đẻ nổi một đứa nữa, cho mai mốt chết lấy ai thờ cúng đi. Bà làm cái gì mà ngày nào cũng chửi bới ôm sòm vậy? Tôi ở ngoài đồng cắt cỏ mà nghe tiếng bà réo dơ dơ à.
Bà không sợ sớm gì người ta cười chê hả? Tôi kêu vợ thằng Tính, chứ ôm sợm hồi nào mà cười. Con nào thằng nào dám cười tôi giả rất trăng cho coi. Con dâu mình á, ngày nào nó cũng bận công chuyện vất vả. Cái nào nhắm cần thì hắn kêu. Dạ rồi, bớt khó khăn lại cho con cháu nó thương. Coi chừng sau này bà chết vì cái miệng đó nghe chưa. Ba chồng tôi đang cắt cỏ ngoài ruộng, nghe tiếng má la mới đi vô nhà coi thử. Ba là người hiền lương, ông thương tôi nên nói giúp mấy câu. Ngờ đâu má nổi giận, nằm một chỗ mà đập tay xuống giường nghe ầm ầm. Bà chửi: tôi kêu réo hồi nào mà ông nói quan cho tôi. À, hay là ông với nó làm cái chuyện mờ ám cho nên mới binh giật nó hả? Trời ơi, làng sớm ơi, lại đây mà coi nè. Coi ba chồng với con dâu ngoại tình nè. Trời ơi là trời. Tôi mệt mỏi bà quá. Bà muốn la đó thì nằm đó la cho đã đi. Ông chỉ biết lắc đầu bỏ đi. Cái tật của má nào giờ vậy? Trước kia có sức khỏe, chân còn đi lại được, bà đã khó khăn nói năng hung dữ, quạo quọ rồi. Bây giờ nằm một chỗ tù túng, lại sinh ra nhiều tật vô lý hơn. Bà cứ luôn tưởng tượng đủ mọi chuyện về mối quan hệ bất chính giữa tôi với bà. Ba má chồng tôi có được hai người con. Trai lớn là anh Tính chồng tôi. Anh ấy là giáo viên dạy văn cấp 2. Nhưng do áp lực công việc quá nhiều, phần lớn thời gian là dành cho học sinh, không thì cũng ở trường soạn sành giáo án. Các ngày 24/6 thì tới nhà học trò dạy thêm. Nên khi về tới nhà nghe tiếng của má, anh lại càng chán nản bực bội hơn. Mỗi lần như vậy, anh lại bỏ ra ngoài. Riết rồi anh nhận dạy luôn 3 năm 7 để ít phải ở nhà. Thời gian cứ vậy trôi đi, nhiều vấn đề xảy ra, kéo theo tình cảm mà anh đối với tôi cũng có phần phai nhạt. Còn cô Út Tiền năm nay đã 20 mấy, lẽ ra cũng đang dạy mầm non, nhưng do đánh trẻ con, cho con chỉ trỏ dọa nạt gì đó, bị phụ huynh thư kiện, nhà trường khiển trách kiểm điểm, nên tự ái bỏ dạy luôn. Hiện tại đang là cộng tác viên bán hàng trên mạng. Nhưng cô em chồng của tôi thì cũng chẳng có tốt đẹp gì. Hôm nào tâm trạng tốt thì đăng bài bán, còn như buồn thì thôi. Buôn bán chưa lâu mà không biết bao nhiêu lần cãi nhau với khách rồi. Nghe đầu cũng cặp bộ mấy anh, bắt cá mấy tay, rồi cũng chia tay mấy bận. Suốt ngày ôm điện thoại chơi game, không thì cũng hẹn hò đi nhậu với bạn bè. Nào có biết quan tâm gì tới gia đình hay mẹ bệnh tật ra sao. Tôi lấy chồng được mấy năm thì mẹ ruột của tôi cũng bạo bệnh qua đời. Trước khi mất, mẹ có dặn rằng: mẹ biết con làm dâu chịu nhiều khổ cực, nhưng mà Nhan à, phận làm con gái 12 bến nước, trông nhờ đục chịu, gắng mà làm tròn bổn phận nghe con. Đừng để hạnh phúc dở tan rồi lấy 2-3 đời chồng, miệng đời dị nghị. Nhớ lời má dặn, cố chịu đựng nghe con. Kể từ hôm đó, tôi đã không còn bóng mẹ hiền để mà thở than nương tựa nữa. Ở trong ngôi nhà tường phủ màu sơn cũ kỹ này, chỉ duy nhất có ba chồng là thương tôi. Hằng ngày ông và tôi ra ruộng cắt cỏ, lầy quầy với 10 con bò và mấy con heo thôi cũng đã hết ngày. Có làm thì mới có ăn, chứ cứ trông chờ vào đồng lương đi dạy của chồng thì sao đủ tiền lo sửa tả cho má với mấy miệng ăn trong gia đình được. Đến khi tôi biết mình đã mang thai, anh Tính có đưa tôi tới bệnh viện siêu âm kiểm tra. Bác sĩ sản khoa nói em bé hơi nhẹ cân so với sự phát triển bình thường của những thai nhi khác, nên căn dặn tôi phải ăn uống nghỉ ngơi cho đầy đủ, bổ sung sắt, canxi và các loại thức ăn dinh dưỡng có lợi, sẽ tốt cho sức khỏe của người mẹ và sự phát triển hình thành trí não của bé. Thế nhưng khi chồng tôi biết được đứa bé là con gái, anh liền nổi giận cáo gắt. Anh luôn lấy cớ đi dạy để không phải thấy mặt tôi. Một mình tôi phải thức khuya dậy sớm chăm sóc má chồng. Bà kêu réo suốt ngày, chỉ trừ khi nào đi ngủ thôi. Lo cho má xong, tôi lại quay ra tắm bò tắm heo. Dù có mệt tôi cũng không dám nằm, có đói cũng chẳng dám ăn,
chỉ lặng lẽ cố gắng làm tròn bổn phận. Dần dần sức khỏe và cả nhan sắc của tôi đi xuống, da sạm đen, huyết áp hạ, người gầy yếu xanh xao, ảnh hưởng đến cả đứa bé trong bụng. Có lần tôi thấy chóng mặt, cứ đau bụng nôn mửa bất thường, dù đã qua giai đoạn ốm nghén. Tôi mới thưa với má: "Má ơi, mấy bữa nay con thấy sao trong người mệt quá. Hay má cho con kêu chú Sáu chở con lên trên bệnh viện kiểm tra nghe má." "Ôi mày khỏe như trâu á, kiểm tra cái gì? Đi bệnh viện bộ hổng tốn tiền ha?" "Dạ, bác sĩ có dặn một tháng tái khám lần, mà mấy tháng rồi con chưa có đi. Con sợ đứa nhỏ không biết có sao không, nên..." "Đi xuống dưới nấu cơm rồi lo heo bò đi. Nhà công chuyện tùm lum á, kiếm đường trốn hả? Hồi xưa tao có bầu anh em thằng Tính, tới ngày đẻ luôn đó, có biết khám khiết cái gì đâu, mà tụi nó cũng mạnh cùi cùi. Bây giờ mày đầy đủ quá, mày đặt kiếm chuyện phung phí tiền hả?" Má không đồng ý cho tôi đi khám, lại nói đủ điều. Từ cái chuyện sanh đẻ xa xưa, tôi phải im lặng chờ tới lúc anh Tính dậy để xin phép ảnh. Buổi tối tới giờ đi ngủ, anh nằm nghiêng người về bên trái, dường như anh đang mệt và áp lực công việc quá nhiều. Tôi xoa bóp vai mấy cái, ôm anh từ phía sau lưng. Tôi thèm được anh ôm vào lòng, được anh âu yếm. Đã lâu rồi hai vợ chồng chưa có dịp gần gũi hay nói chuyện với nhau. "Anh ơi, mấy bữa nay em thấy đau bụng, người mệt mệt hoài à. Hay mà anh chở em lên bệnh viện khám nha. Em sợ mình có bệnh sẽ ảnh hưởng tới con á." "Em kêu chú Sáu á, hay là bắt xe ôm đi đi. Mà anh có tiết trên lớp rồi." Anh gạt tay tôi qua một bên, kéo mền lên đắp lại, giả vờ nhắm mắt ngủ đi. Không lẽ anh đã hết yêu tôi rồi hay sao? Người ta nói anh có bóng hồng nào đó ở ngoài kia, nhưng tôi không có tin. Mà cho dù anh có ai đi chăng nữa, tôi cũng không dám hỏi han, không dám ghen tuông trách móc. Hàng đêm nằm bên gối chăn đơn chiếc, tôi chỉ biết khóc và lặng lẽ chờ chồng. Thế nhưng lòng chung thủy sắc son của tôi chỉ nhận lại được sự thờ ơ, lạnh nhạt mà thôi. Suốt mấy ngày thấy trong người không được khỏe, nhưng tôi vẫn cố gắng cho qua. Đến hôm cái thai gần 9 tháng, còn khoảng 20 ngày nữa là tới ngày dự sanh. Trong một lần đi hút phân bò, tôi thấy đau quặn bụng, sai sẩm mặt mày, dịch ối chảy ra ngoài. Tôi choáng váng, ngất xỉu ở phía ngoài chuồng. Cha chồng lúc đó đã đi lên ruộng cắt cỏ, nên không có ai hay. Thời mai chú Sáu chạy xe ôm về ngang nhìn thấy, chú thoa dầu cho tôi tỉnh, rồi mới đưa tôi vô trong bệnh viện. Trong lúc thăm khám, kết quả siêu âm cho thấy tử cung của tôi đã nở lớn, có dấu hiệu sanh sớm, nên các bác sĩ đã đưa tôi vào phòng sanh ngay sau đó. May mắn thay, tôi vượt cạn thành công. Nhưng có lẽ do bị vỡ ối quá lâu, em bé bị ngợp, hít phải nước ối vào phổi, thêm phần thiếu dinh dưỡng, hơi nhẹ cân, nên nhịp tim rất là yếu. Lúc bé vừa chào đời, bác sĩ đưa bé cho tôi nhìn mặt, rồi nhanh chóng làm các động tác sơ cứu. Khi con tôi cất tiếng khóc đầu tiên, thì đã được đưa đi thở oxy và truyền các kháng sinh cần thiết. Lúc đó là 21 giờ. Theo dõi các diễn biến sau sinh, thấy tôi ổn rồi, nên đã đưa tôi ra phòng bệnh. Nhìn thấy chú Sáu, tôi cố gắng gượng ngồi dậy. Chú Sáu? Nè, bảy mới sanh xong, tay chân truyền nước biển tùm lum rồi ngồi dậy chi con? Dạ, con của con. Con bảy nó ngợp hơi yếu, với lại bảy ăn uống thiếu chất quá. Gần 9 tháng mà con nhỏ có 2kg, bây giờ làm ảnh hưởng tới con bảy kìa. Bác sĩ cho nằm lòng hấp rồi. Chú Sáu ơi, không biết con của con có sao không? Lúc nãy bác sĩ cho con dòm, nó không có khóc nhiều như mấy đứa khác chú ơi. Thôi, bảy đừng có lo quá, chắc là bác sĩ cứu được mà. Chú ơi, anh Tính á, ảnh có hay con sanh không? Sao ảnh chưa vô với con nữa vậy chú?
Tao điện mấy tiếng đồng hồ rồi mà nó có bắt máy đâu. Còn máy anh Tâm thì báo thuê bao. Điện thoại mày nè, hồi nãy mày vô sanh tao lấy bỏ túi cất cho, bây giờ bị gọi thử coi. Tao không có biết xài mấy cái vuốt vuốt này mày ơi. Tôi cũng lấy máy của mình để gọi thử. Gọi thường, gọi cả Facebook, nhưng anh Tính vẫn không hề nghe. Hay giận vậy? Bây giờ tao chạy về dưới cho ba với chồng bay hay. Bay nằm đây một mình được không? Dạ được, con không sao đâu chú. Ừ, vậy thôi, nằm nghỉ đi con. Tao về. Lúc chú Sáu ra về, tôi nằm đó suy nghĩ về con. Tôi nôn nao sớm được đón con ra ngoài, để hai mẹ con có thể gặp nhau. Tôi muốn được ôm con, hôn lên gương mặt bé xíu của con, được cho con bú sữa của mình. Cái miệng mút chắc sẽ thấy ghét lắm đây. Không biết con bé mặt mũi sẽ giống ai, tay chân ra sao. Lúc bác sĩ đưa đi vội quá, tôi còn chưa nhìn rõ con được. Giờ phút này tôi chỉ biết cầu xin trời Phật và cả ba mẹ đã khuất phù hộ cho con mình được bình an, không gặp phải nguy hiểm gì hết. Mãi lo suy nghĩ mà quyết ra nhiều quá đỏ cả miếng ra giường. Tôi không biết phải làm sao khi mình chưa kịp chuẩn bị gì để đem theo cả. Một người phụ nữ trung niên tên là Liên, cô ở giường bên đang nuôi con gái, thấy tôi nhăn nhó thì như hiểu ý, liền cầm một ít đồ cần thiết bước tới ngõ lợi muốn giúp đỡ cho tôi. À, muốn thay băng phải không? Tao cho bay nè. Dạ, con cảm ơn cô. Cầm cái chai nước biển đưa cao lên để thổi máu chạy ngược ra. Tao dẫn ra nhà vệ sinh cho. Giải phòng bệnh sản ở đây có mấy phòng, có nhà vệ sinh ở trong luôn. Còn lại phòng nào không có thì phải đi ra ngoài. Cô Liên đỡ tôi ra khỏi phòng bệnh, tiến thẳng về bên phải. Nhà vệ sinh chỉ cách đó độ chừng mấy bước chân. Lúc này cô Liên đứng bên ngoài, tôi đóng cửa lại và treo chai nước biển lên trên móc. Tôi từ từ ngồi xuống để có thể kéo quần ra dễ dàng hơn. Vừa mới ngồi lên bồn cầu thì bỗng nhiên điện trong toilet tắt ngúm. Xung quanh căn phòng chật hẹp hôi hám đó chỉ còn lại là bóng tối. Tôi nghĩ chắc do chập điện cho nên bị cúp tạm thời thôi, nên vẫn ngồi đó mằn mò thay băng cho xong. Nè gái ơi, thay băng rồi chưa? Sao lâu quá vậy mày? Dạ cô chờ con chút, cúp điện tối thui à, con không thấy đường coi. Cái gì mà tối thui, ở ngoài có điện mà. Tôi làm qua loa cho đẩy cửa bước ra ngoài thì thấy trong các buồng và những khu vực khác vẫn sáng đèn. Vừa xoay lưng qua, tôi lập tức điếng hồn đi, vì cái người đứng đó đợi tôi không phải là cô Liên, mà là một cái bóng trắng mờ mờ đang gục đầu, tóc xõa bù xù. Tôi hét lên một tiếng: Mà nè, mày khùng hả? Mà ở đâu? Phải mất tới mấy giây sau tôi mới hoàn hồn trở lại. Làm gì có bóng trắng nào như tôi đã thấy đâu, mà đó vẫn là cô Liên bằng xương bằng thịt. Cô đang bình thường thì bỗng dưng gương mặt thất thần nhìn về phía sau lưng tôi, nơi cái toilet tối tăm không một chút ánh sáng nào. Miệng cô uống ớ chưa kịp nói gì thì tạch một cái, đèn tự động sáng lên. Chắc cô Liên đã thấy được thứ gì đó bất thường, liền chụp tay dìu tôi đi nhanh trở về phòng. Về tới nơi, cả tôi và cô tim vẫn còn đập nhanh vì hoảng sợ. Lúc bình tĩnh lại, tôi mới nhận ra cha chồng tôi đã vô bệnh viện từ bao giờ. Ông mang cái giỏ đồ mà tôi đã soạn sẵn mấy bữa nay, trong đó nào là gối mền, đồ dùng em bé, quần áo tả lót, còn có cả bình thủy nước và một bịch cháo mà ba mới mua ở ngoài cổng. Nhìn ba trong chiếc quần tây và cái áo sơ mi bạc màu, đôi dép tổ ong đã cũ, hình ảnh đó khiến cho không gian trong căn phòng tất cả đều trở nên lắng động. Ba. Ừ, ba lo các cỏ ngoài đồng có hay biết gì đâu. Ừ, lúc nãy về không thấy con, ba có qua hàng xóm kiếm được. Kiếm không thấy, ba tưởng mày về bên nhà chứ.
lúc khuya chú Sáu chạy về báo tin bà mới biết. Con sao rồi? Nè, ngồi xuống ăn miếng cháo đi. Bà bước tới, nắm lấy cánh tay tôi mà không một chút ngần ngại hay do dự nào. Bà treo chai nước biển lên rồi từ từ giúp tôi ngồi xuống. Tôi đưa hai tay đỡ lấy tô cháo còn nóng hổi mà ba vừa mới đổ ra. Thấy ông đã già mà còn phải vào tận đây mang cơm mang cháo cho mình, tôi cảm động cúi đầu, không biết phải nói với bà như thế nào. Thưa ba, con... Bà biết rồi, chú Sáu có nói với bà. Bác sĩ họ cứu được mà, con đừng có lo quá. Bây giờ con khỏe không? Bác sĩ thăm khám người ta nói sao? Dạ, con thì khỏe lắm ba. Ừ, khỏe là tốt rồi. Cháu này ba mua ngoài cổng đó, bị gì gấp quá bà nấu không có kịp. Thôi lo ăn đi con. Bà nói xong thì ho khan lên mấy tiếng, rồi lây quay lấy ra một chiếc chiếu trải xuống nền cạnh góc tường. Tôi không hiểu ba định làm gì nên vừa ăn cháo vừa hỏi. À, ba trải chiếu chi vậy ba? Ừ, đêm nay ba ở đây với con. Ba ơi, vậy sao được ba? Ba mẹ đi nuôi con cái, có gì không được. Có ba rồi, bảy cứ yên tâm mà ngủ một giấc cho khỏe đi. 10 giờ mấy rồi đó, thôi ăn nhanh đi con. Trong căn phòng này có tất cả 5 giường. Từ cửa bước vào đầu tiên là giường của tôi. 4 giường còn lại đã có bệnh và người nhà nuôi bệnh. Tất cả hơn chục người có mặt trong căn phòng, thấy ba gọi tôi là vợ thằng Tính thì đã biết ông chính là ba chồng tôi. Tuy nhiên do phép lịch sự nên cô Liên bên cạnh nhìn ba rồi giả vờ hỏi nhỏ: Ủa, ông anh đây là ba ruột của nó hả? À, dạ, tôi ba chồng của nó chị. Chàng ơi, rồi chồng đâu không đi nuôi vợ mà ba chồng đi như vậy? Ờ, chồng nó đi dạy thêm, còn vợ tôi bà bị tai biến nằm có một chỗ à. Nhà đơn chiếc không có ai hết á. À, tội quá. Chị nhà bị tai biến lâu chưa anh? Dạ cũng 6-7 năm rồi đó chị. Ba vừa trải chiếu vừa nói chuyện với cô Liên. Cuộc nói chuyện chỉ đơn thuần là hỏi thăm nhau qua lại, rồi cô bày cho mấy bài thuốc gia truyền về bệnh xương khớp tai biến, chủ yếu là để ba tham khảo xem có cách nào giúp má có thể đi lại được hay không. Khác xa với không gian yên tĩnh ở nhà, bệnh viện là một nơi đông đảo, ồn ào. Ngày cũng như đêm trôi qua rất chậm, là một nơi chứa đựng nhiều sự lo toan mệt mỏi của hầu hết mọi người, từ bệnh nhân cho tới người nhà của bệnh nhân. Dù đã về khuya nhưng các bệnh ở những giường còn lại vẫn còn đang ngồi nói chuyện. Các sản phụ bên đó mỗi người đều có chồng, có mẹ chồng, mẹ ruột đi theo chăm sóc. Phía kia hình ảnh của một người chồng đang pha sữa cho vợ uống, cử chỉ quan tâm nâng niu đó làm tôi thấy có chút chạnh lòng. Cố húp mấy muỗng cháo ba mua mà nước mắt ở đâu cứ chảy ra hoài, mặc dù tôi đã cố kìm nén lại. Hết ngày thứ 6, thứ 7, chủ nhật cũng trôi qua, nhưng không có bác sĩ nào khám bệnh. Chỉ có y tá đẩy xe truyền nước biển, chích thuốc và đưa thuốc uống ngày 2 buổi. Từ lúc sanh xong đến nay, không hiểu sao tôi liên tục bị đau bụng, lúc nào cũng chóng mặt buồn nôn, rất khó để ngồi dậy hay đi đứng. Bác sĩ chưa khám nên không biết có bệnh nào tiềm ẩn hay không, phải chờ tới thứ 2 mới biết được. Mỗi ngày phải nặn sữa để gửi qua khoa nhi cho con. Ba chồng là người luôn túc trực ở một bên để chăm sóc cho tôi, rồi chạy tới chạy lui thăm cháu nội. Ba là đàn ông, lại là ba chồng, vì vậy mà tôi rất ngại ngùng. Tôi luôn giữ khoảng cách với ba về chuyện vệ sinh tiểu tiện của mình. Tôi nói gạt ba là tôi rất khỏe vì sợ ba lo. Khoa sản là nơi sanh đẻ dành cho phụ nữ, nó máu me và không được sạch sẽ lắm. Tôi có lựa lời nói khéo để ba trở về nhà. Một mình tôi ở đây cũng không có vấn đề gì,
có cần cái gì lắm thì nhờ bả cô Liên, còn ăn uống thì gửi người ta mua giùm cũng được. Nhưng ba là một người đạo lý, tôi biết ba đang nghĩ gì. Con dạy thì cái mang, con trai mình đã không có trách nhiệm với vợ con, phận làm cha làm ông, ba làm sao bỏ đứa con dâu này và đứa cháu đang nằm thở oxy bên kia được. Tôi có nói cách nào ba cũng không chịu về. Đến sáng sớm thứ hai đầu tuần, tôi nghe Út Tiền gọi điện cho ba. Cô hối thúc ba về lo cho má. Má ở nhà ăn uống không ngon nên chửi bới sùm. Cô Út gọi gì vậy ba? Con bò nó sắp đẻ, ba phải về để coi. Để giờ ba kêu thằng Tính nó lên với con. Dạ, ba nhớ kêu anh Tính lên với con nha ba. Tôi nghe hết chứ, nhưng ba nói lý do là do bò đẻ, là vì sợ tôi phải để tâm. Trước khi đi, ba có nhờ cô Liên giúp đỡ. Ba đưa bảo hiểm y tế và mấy triệu cho tôi dằn túi, còn căn dặn đủ điều. Tội nghiệp, ba lớn tuổi rồi, còn phải lặn lội vào bệnh viện để lo cho con cho cháu. Tôi có cảm giác ba giống như là ba ruột của mình vậy. Ba ơi, khi con vượt cạn thành công thì con mới hiểu được tấm lòng của ba. Đứng từ cửa nhìn ba đi mà nước mắt tôi ướt đẫm. Tôi nợ công ơn của ba nhiều lắm. Tôi tự nhủ với mình rằng sẽ luôn hiếu thảo để ba được vui lòng. Khi ba đi khuất về phía cuối khoa sản thì tôi bắt đầu đau bụng, đầu óc choáng váng. Tôi không thể nhìn rõ đâu là người, đâu là đồ vật. Mọi thứ chập chờn rất đổi mơ hồ. Tôi bắt đầu buồn nôn, và trong thức ăn ối ra có lẫn chút máu. Các y tá điều dưỡng đã đẩy tôi đi siêu âm ngay sau đó. Dịch ở tử cung thì bình thường, không có sót nhau. Sao lại đau bụng nhiều vậy? Ở nhà có bệnh gì khác không nha? Dạ, bình thường em không có khám nên không biết nữa. Ở nhà uống có điều độ không? Dạ, em ăn ngày một bữa, có khi hai, nhằm khi tới chiều tới tối em mới ăn cơm. Trời ơi, sao ăn uống thất thường vậy? Em có thường hay chóng mặt muốn ói như vậy không? Dạ có. Ừ, tôi chuẩn đoán là em bị xuất huyết dạ dày rồi. Có vấn đề về cả đường ruột nữa. Với cơ thể của em thiếu nhiều dưỡng chất dẫn tới huyết áp thấp. Hiện tại khám thấy sản dịch em ổn, về sau sinh thì không có nguy hiểm gì, nên tôi sẽ chuyển em qua khoa nội để nằm theo dõi nha. Chờ mai bụng trống để nội soi dạ dày rồi mới có kết luận chính xác hơn ha. Được tin tôi chuyển qua khoa nội tiêu hóa, cô Liên đã giúp tôi mang tất cả đồ đạc sang bên đó. Khoa nội nằm trên lầu 3. Khoa này bệnh nhân chỉ lai trai, không có đông nghẹt như bên khoa sản. Và phòng mà tôi nằm là phòng nội số 7, phòng cuối cùng của dãy. Ở trong phòng có tất cả 5 giường, chỉ duy nhất có một người đang bệnh nằm ở giường đầu tiên. Tôi giường thứ hai. Ngoài ra 3 giường còn lại trống không, không có thêm bệnh nhân nào khác. Căn phòng bám đầy bụi, hình như đã lâu rồi không có lao công nào quét dọn thì phải. Nó u ám và mang một màu lạnh tanh đến đáng sợ. Tao đưa mày qua đây á, rồi tao phải về lo con gái tao nữa. Chắc tối chồng mày vô tới đó. Dạ, con cảm ơn cô. Ừ, tôi gắn khỏe để mau xuất viện nha con. Cô Liên vừa bước ra khỏi phòng thì tự dưng tôi thấy lạnh, dù đang khoác trên người 2-3 lớp áo. Cảm giác buồn ngủ và dường như có ai đó đang nhìn mình. Từ nào giờ bận bịu với công việc gia đình, tôi chưa từng nghĩ tới ma quỷ. Nhưng tối hôm qua, tôi và cô Liên đã nhìn thấy bóng ma ở nhà vệ sinh. Và hôm nay, vừa bước vào căn phòng này, cảm giác sợ sệt cũng giống như đêm hôm trước. May mà có bà cụ kia nằm gần, chứ tôi cũng không đủ can đảm để ở lại căn phòng trống trải này một mình. Tôi muốn được làm quen với bà để hai bà cháu có thể nói chuyện, giúp đỡ lẫn nhau. Nhìn bà ốm cũng như tôi, chắc cũng tầm hàng bãi ngoài hay 80 gì đó. Bà bác ơi, bà bệnh gì vậy ạ?
Không hiểu sao bà vẫn nằm nhắm mắt, miệng thì cứ nhép nhép lảm nhảm, hình như đang nói cái gì đó. Bà đã ốm mà lại nằm ngửa ngay đơn, kiểu giống y hệt như mấy bộ xương khô vậy. Tôi cố ý nói lớn, nhưng điều đó không thể làm bà giật mình. Tôi ngồi nhìn bà mà đầu óc xoay vòng, bụng lại đau, đành nằm xuống giường chịu trận, mắt trân trối nhìn chai nước biển đầy đang nhỏ từng giọt một. Bỗng nhiên từ đâu xuất hiện một bóng người, ban đầu còn mờ ảo, nhưng khi tới gần tôi mới nhận ra đó là một cô gái tóc dài. Cô mặc đồ toàn là trắng, cái màu trắng cứ như ma vậy. Trên đầu và vai áo có dính máu và cả thứ gì đó bày nhảy bết lại. Đôi mắt cô cứ nhìn tôi lăm lăm. Tôi định hỏi có phải cô vừa bị tai nạn giao thông đi nhầm phòng hay không, thì tự nhiên cô ta tiến đến, giật sợi dây truyền nước đang ghim trên tay tôi. Chai nước biển rớt xuống nền, máu từ tay tôi nhiễu nhão văng ra, dính đỏ cả miếng tra trải giường màu trắng. Tôi toan hét lên thì cô ta lại bịt miệng tôi lại, thì thào: "Đừng có la, kẻo người ta nghe đó. Đi theo tôi tới chỗ này, tôi cần cô giúp đỡ." Tôi như bị thôi miên, nghe lời cô ta răm rắp. Nhưng khi vừa thòng chân xuống giường thì có một bàn tay vỗ vào vai tôi một cái rất đau. Cô gái kia lập tức biến mất đi. "Nè, Hồng Nhan chuyển từ khoa sản qua phải không? Nằm ngay lại đi, để tôi đo huyết áp." "Dạ." "Huyết áp vẫn còn thấp nè. Đường ruột với dạ dày có vấn đề, nên tạm thời chỉ ăn cháo thôi nha. Còn đêm nay bắt đầu từ 1 giờ sáng á, là không được ăn uống cái gì vô bụng hết, để bụng trống sáng mai nội sôi. Bây giờ uống liều thuốc này đi, còn dịch truyền khi nào hết á, thì khóa cái nút xanh lại, biểu người nhà qua phòng trực kêu, tôi hoặc là y tá sẽ qua tháo cho." Thì ra là bác sĩ My. Bác khám qua xong thì vội vã bước ra ngoài. Bác xõa tóc, mặc bộ đồ trắng toát, nhìn cứ y như cái người mà tôi thấy lúc nãy. Có lẽ cái khung cảnh ở bệnh viện và những bác sĩ y tá trong bộ đồ blue trắng làm tôi bị ám ảnh, nên đem sắc màu tinh khiết ấy vào trong giấc ngủ của mình, rồi tự mơ màng suy diễn, chứ thực chất chẳng có cô gái nào ở đây cả. Tôi lợm cợm ngồi dậy một cách khó khăn, không dám vận động mạnh vì không khéo sẽ bị té khi đang còn chóng mặt. Tôi nhích chân lại tủ đầu giường, cầm bình thủy lên rót một ly nước nóng, thổi vài cái cho nước nguội bớt, rồi uống liều thuốc mà bác sĩ đưa. Lúc đó tôi có liếc mắt sang chiếc giường đầu tiên để nhìn thử, với hy vọng có ai đó để nói chuyện cho đỡ sợ. Nhưng bà bác kia vẫn cứ nằm với tư thế nằm ngửa ngay đơn, miệng vẫn lép nhép. Lúc tôi và bác sĩ My nói chuyện, bà ở bên cạnh chỉ cách 3 bước chân, vậy mà cũng không hề bị đánh thức. Người ta nói bệnh viện là nơi có nhiều ma, có khi nào bà ấy chính là ma hay không? Hết tự trấn an rồi lại tự nhắc mình, nỗi sợ hãi lúc này được tập trung về phía chiếc giường đầu tiên. Tôi nhanh chân nằm co chân lại, nghiêng mình về phía bà. Đột nhiên phía sau lưng tôi có cảm giác lạnh lạnh. Không hiểu sao lúc đó tôi càng chóng mặt hơn, hai mắt nhắm nghiền, không tài nào cưỡng lại được. Không biết là tỉnh hay mơ mà tôi lại một lần nữa thấy cô gái lúc nãy. Tôi thấy cổ đưa tôi tới một nơi rất cao, đứng từ trên nhìn xuống, cảm giác cứ mơ hồ. Hình như phía dưới kia là một vũng máu đỏ tươi, còn có cả cái gì trăng trắng bầy nhầy nằm rải rác nữa. Những thứ đó bốc lên chỗ tôi đứng một cái mùi tanh kinh khủng, làm tôi thấy hừng hừng. Tôi ngồi dậy nôn tới mật xanh luôn. "Ai, nè, có sao không con gái?" Có ai đó vừa hỏi vừa đưa cái thau vô miệng tôi, còn bàn tay thì vỗ vỗ lưng tôi mấy cái. Tôi ối xong, nước mắt nước mũi tèm lem, ngước mặt lên nhìn. Trước mắt tôi là một thân hình gầy ốm trơ xương, làn da trổ đồi mồi, nhăn nheo với khuôn miệng mớm mém hiền tự. Thì ra đó là bà bác nằm ở giường bên mà lúc nãy tôi còn cho rằng chính là ma. "Con bị gì mà ối dữ vậy?
Bởi vì bà chăm chú niệm kinh nên con chuyển vô bà không có hay. Dạ con mới sanh được 3 ngày, con bị dở ối sớm á, cho nên con của con bị ngợp. Nó nằm bên khoa nhi tiếp hơi, còn con vô đây hồi sáng. Hèn gì thấy lỗ tai nhét gọn nè, sanh sao không nằm bên sản khoa mà lại qua đây vậy? Tại con tụt huyết áp, đau bụng rồi ói có máu nữa, nên bác sĩ chuyển qua đây theo dõi, mai đưa đi nội soi. Khổ chưa, mới bị lớn mà đủ thứ bệnh hết. Trải qua những lần gặp cô gái đó và mấy lần ối cắm đầu, tôi thấy toàn thân đau nhức trả trời, không còn chút sức lực nào hết. Ngước lên nhìn đồng hồ thì cũng đã hơn 5 giờ chiều rồi. Thì ra tôi đã ngủ một giấc dài. Cái chai nước biển đến khung giờ này lẽ ra nó đã hết sạch, vậy tại sao bây giờ nó lại đầy nhóc như lúc ban đầu? Thật là khó hiểu. Chai nước kia hết á, em tháo ra rồi, mới truyền tiếp chai khác đó. Bác My dặn khi nào hết kéo cái nút xanh xuống á, mà chị cứ lo ngủ, mai là con em đi kiểm tra đó. Người vừa mới giải đáp thắc mắc cho tôi là em y tá tên là Trinh. Em vào đưa thuốc buổi chiều cho tôi. Cũng chính em là người đã thay nước biển trên tay tôi, mà trong lúc ngủ say tôi không hề hay biết. Nói mấy câu, y tá Trinh đưa đôi mắt nhìn xung quanh, cử chỉ quái lạ, đưa điện thoại lên chụp vào khoảng không mấy tấm hình. Bà bác thấy vậy thì nhắc nhở em: xóa đi con, ở bệnh viện người ta kiêng kỵ chụp ảnh đó. Em y tá không nói gì về sự việc bà vừa mới nhắc nhở, chỉ im lặng bước thẳng ra khỏi phòng. Tôi ngó theo bước chân của em mà trong lòng thắc mắc, không hiểu em chụp lại mấy tấm ảnh đó để làm gì. Bà bác ngồi nhìn tôi một hồi rồi căn dặn: mặt con xanh xao, ấn đường tối qua, gia đạo lục đục chẳng ăn. Còn đường... con nên cẩn thận đó. Nghe mấy lời đó, tự nhiên tôi thấy bất ngờ, cảm giác hồi hộp xen lẫn chút sợ hãi. Để ý kỹ hơn, lại thấy bà có chút gì đó bí ẩn lạ lùng. Phải chăng bà là thầy bói sao? Bà là thầy bói phải không bà? Bà chỉ biết chút ít, chứ có mận thầy bà gì đâu. Bà nói gia đạo lục đục, rồi cái gì nữa bà? Nam tả nữ hữu, đưa bàn tay kia cho bà coi. Dạ. Tôi đưa bàn tay ra, bà vừa xem thì mặt đã biến sắc. Bà lật qua lật lại rồi ra ra chỉ tay, như đang tìm kiếm một cái gì đó. Nào giờ con đi xem bối lần nào chưa? Dạ có, lúc gần đám cưới á, mẹ có đưa con đi coi một lần. Rồi thầy bối có nói gì không? Dạ không, ổng chỉ nhìn con thôi. Đúng là hồng nhan mà. Bà thấy gì rồi hả bà? Bà nói cho con biết chứ. Chỉ tay con mờ quá, bà không thấy gì hết. Không thấy. Bà nói không có gì, nhưng lại cất tiếng thở dài, cho dặn tôi dù có chuyện gì cũng nên mạnh mẽ mà đối mặt, đừng bao giờ ngã gục. Cho bà lại kể về mình. Bà bảo bà đã gần 80 rồi, trong người lại mang bệnh dạ dày, tiểu đường, huyết áp. Ai cũng một lần trải qua sinh lão bệnh tử, những giây phút gần đất xa trời như vậy lẽ ra phải có người ở bên chăm sóc. Bà có tới 5-6 người con, nhưng tất cả con cháu đều bận bịu kiếm tiền để lo cho cuộc sống riêng, để bà sống cô quạnh một mình. Hằng ngày ngồi bán vàng mã ở chợ, khi nào thấy không khỏe thì tự vô bệnh viện nằm, ít ngày thấy ổn thì lại về bán tiếp. Nhờ có bảo hiểm chi trả nên bà không mất nhiều tiền viện phí. Mãi lo nói chuyện, tới khi kim đồng hồ chỉ 6 giờ chiều, bà mới ra căng tin để mua đồ ăn tối. Tôi cũng gửi bà mua giùm hộp cháo. Do đây là bệnh viện huyện, người nằm viện đa số xài bảo hiểm nên không sợ bệnh nhân trốn viện.
họ có thể dễ dàng ra ngoài mua đồ ăn nếu như bệnh không nguy hiểm và có thể tự đi lại được. Chỉ vài phút sau bà đã mang cháu về tới. Chẳng hiểu sao từ đây xuống dưới căng tin mà bà lại đi nhanh tới vậy. Nè, ngồi dậy ăn cháo đi con. Ủa, bà đi bộ hay đi thang máy mà nhanh quá vậy? Bà nhờ người ta mua giùm đó. Chứ già cả chân cẳng yếu, đâu có đi nhanh vậy được. Thôi ăn chút đi con. Khi ngửi thấy mùi cháo, tôi lại thấy khó chịu, nên lắc đầu bảo không muốn ăn. Từ sáng tới giờ chóng mặt, ối mửa nhiều lần. Có uống thuốc hay ăn cái gì cũng đều ối ra. Môi khô, miệng thì đắng nghét. Cảm giác khó chịu như vậy thì làm sao có thể nuốt trôi đây. Bà ơi, con chỉ muốn ngủ thôi à. Con ăn không nổi đâu bà. Thôi ngủ đi. Có cần gì kêu bà. Dạ. Và rồi căn phòng vốn đã yên tĩnh bây giờ lại thêm phần vắng lặng hơn. Do truyền dịch và uống thuốc liên tục nên giấc ngủ nó đến với tôi một cách quá dễ dàng, như đã chậu trực sẵn từ bao giờ. Vừa mới nhắm mắt được chưa lâu, tôi nghe tiếng lạch cạch ở ngoài cửa sổ. Mở mắt ra xem thử, tôi thấy tự nhiên tấm màn che bay phất phơ rồi tự kéo dẹt ngang qua. Cánh cửa sổ không ai tác động mà tự động mở ra tan quát, tạo nên mấy âm thanh cót két nghe chua chát đinh tai. Hồng Nhan ơi, giúp tôi với. Là cô ấy. Cô ngồi vắt vẻo trên cửa sổ nhìn tôi. Rõ ràng cô đang tìm người giúp đỡ. Hồng Nhan, đi theo tôi. Tôi đưa cô tới chỗ này, mong cô hãy giúp đỡ tôi. Từng câu từng chữ cô ấy nói nghe cứ âm âm, như từ cõi nào xa lắm, nhưng mà lại mang theo một cảm xúc rất cảm thương. Tôi không thể điều khiển được ý thức và đôi chân mình, nên từ từ ngồi dậy bước theo cô ấy. Khi tôi vừa bước xuống giường, sợi dây truyền dịch bị căng, làm cho cây kim ghim trên tay rớt ra khỏi vị trí, máu nhiễu ra. Tôi đi đến đâu là giọt máu tươi rơi đến đó. Ló đầu ra cửa sổ, tôi thấy cô ấy đứng phía dưới chờ tôi. Tôi định bước lên cửa sổ thì bà bác choàng qua một sợi dây vào cổ tôi. Ngay lập tức, hình ảnh của cô gái kia biến mất đi. Bà lớn tiếng la tôi. Hồng Nhan à, con đi đâu đó? Bà ơi, có một cô gái, cô cần con giúp đỡ. Không có cô gái nào hết, con qua mắt thôi. Tôi kể lại rằng có một cô gái nhiều lần tới đây nhờ tôi giúp đỡ, nhưng bà cứ nói là không có cô gái nào hết. Là do tôi uống thuốc tây nhiều, cơ thể và đầu óc rơi vào trạng thái mệt mỏi nên đã nằm mơ hoặc là hoa mắt. Bà biểu tôi khi nào nghe thấy tiếng gọi thì nhất định không được đi theo, vì đó chỉ là ảo giác mà thôi. Bà dùng một cái khăn quấn lại vị trí kim bị rơi ra, rồi lấy hộp cháo biểu tôi ăn cho có sức. Tôi sợ rằng không có sữa cho con nên cố gắng ăn mấy muỗng. Vậy là tôi ngồi dựa vào tường, bà đút từng muỗng cháo cho tôi. Cảm giác cứ như người thân thuộc. Để con tự ăn được mà bà. Bà làm vậy con mang tội chết. Để bà đút. Bay sanh đẻ yếu hơn bà. Ráng ăn đi, để có sữa cho con, rồi cũng có sức mà chống lại các thứ sắp tới nữa. Cho bà lấy lại sợi dây mà lúc nãy đã choàng qua cổ tôi. Thấy nó có nhiều hạt nhỏ lại thơm, tôi thắc mắc hỏi. Dây này gì vậy bà? Cái này là chuỗi hạt. Nó có 108 hạt đó, của một vị sư ở chùa tặng cho bà. Nó theo bà mấy chục năm nay rồi. Dạ. Mà dây này dùng để làm gì hả bà? Dây này để tụng kinh, đeo vô cổ cũng có thể xua đuổi tà ma nữa. Nghe bà nói, tự nhiên tôi ngộ ra một điều. Lúc nãy bà trồng cái này vô cổ con, cái tự nhiên cô gái biến mất à?
Không lẽ cô đó là ma hả bà? Không phải đâu. Thôi ăn nhanh đi con. Cho bà lại lảng sang những câu chuyện đời xưa. Bà Hiền Từ giống như một bà tiên trong cổ tích. Tôi thấy thương bà quá. Cũng là bệnh nhân với nhau, bà đi nằm viện một mình, trẻ tuổi mà không giúp được gì, bây giờ còn phải nhờ bà giúp lại. Mặc dù giờ đây cháu đã nguội, nhưng tôi cảm thấy rất ngon. Nó ngon do người nấu nêm nếm vừa ăn, và ngon một phần vì cái sự quan tâm của người bên cạnh. Ăn xong, bà về giường của mình lại nhắm mắt niệm kinh. Lúc đó tôi cũng có cuộc gọi từ ba chồng. Bà hỏi thăm tôi đủ thứ. Bà nói cô Út Tiền đang trên đường lên bệnh viện để nuôi tôi, chứ không có nhắc gì tới anh Tính cả. Nhận được tin này tôi thất vọng lắm, vì người mà tôi đang chờ đợi lại không hề tới. Nè, mở cửa ra coi. Mở cửa. Lúc đó cũng khoảng 22 giờ hơn. Bên ngoài tiếng đập cửa dồn dập. Ủa, ai mà đập cửa phòng bệnh mình vậy? Dạ, tiếng của cô Út Thiền, em chồng con đó bà. Em chồng lên tới rồi ha. Để bà ra mở cửa liền. Bà lồm khồm đi ra mở cửa. Vừa bước vô, đã nghe tiếng cô Út vang vang. Cô nhìn xung quanh thấy tôi, liền để bịch đồ lên giường, cho ngồi ạch xuống, xòe bàn tay của mình ra mà quạt quạt. Ba hồi chỉ bên khoa sản, cho khoa nội. Đi muốn trả cặp vợ mới kiếm được cái phòng. Thang máy nó khóa rồi, chỉ cho nhân viên bệnh viện đi à. Bắt người nuôi phải đi bộ, thiệt tức quá trời. Nằm chi mà tuốt trên lầu vậy? Cơm cháo gì đó ông già gửi lên á. Bả bệnh rồi, ông đi nuôi chị không có được, nên kêu tôi lên thay nè. Má bệnh gì vậy cô Út? Mấy bữa nay má ăn uống có được không? Sao anh Tính không lên đây với chị vậy? Ôi, bà muốn biết thì điện về mà hỏi đi. Bà bốn cái quạt gió nghĩ sao không bật lên? Bộ tiết kiệm giùm bác sĩ hả? Nóng nực muốn chết nè. Cô Út đi tới vách tường, bật hết tất cả quạt gió, rồi nhảy lên cái giường trống bên cạnh, nằm tréo ngoẩy, lấy điện thoại ra bấm bấm. Tôi sắp xếp lại mấy món đồ mà ba đã gửi lên. Vừa mới nằm xuống thì lại lên cơn chóng mặt, người cứ hừng hừng. Tôi gọi Út, Út ơi, chị muốn ói. Thì ra nhà vệ sinh ói đi chi, nói tôi chi trời. Cô Út vẫn nằm bấm điện thoại, hình như là đang chơi game. Bà bác nói trớ qua: chị con chóng mặt, đâu có đi được đâu. Đưa cái thau cho nó ói đi con. Cô Út ngồi dậy, chụp cái thau trên tủ, thảy xuống giường, rồi cau có ra mặt. Bệnh đau chi tới mệt gần chết rồi. Đây nè, ói cho đã đi. Đi nuôi chị bệnh mà không giúp được gì, lại nằm bấm điện thoại, kêu tới còn quạo quọ nữa vậy con gái. Ê nè cái bà già kia, nói ai vậy? Ở đây có ba người à, không lẽ bà tự nói bà sao? Cô Út do mê game nên không chửi lại, chỉ liếc hái bà mấy cái rồi thôi. Chứ bình thường có ai đụng tới là nhảy đổng lên rồi. Do cô Út đã bật hết quạt gió trong phòng nên tôi có cảm giác lạnh, mặc dù đã mặc áo khoác ở ngoài rồi. Muốn xuống tắt bớt nhưng lại sợ mít lòng cô Út, nên đưa chân kẹp cái mền lên, kéo lên đắp lại. Trong lúc kéo mền tôi có xoay mặt qua, thì thấy rõ ràng cô gái kia lướt qua xuyên tường, tiến thẳng vào chỗ giường tôi. Cổ lướt đi rất nhanh, hình ảnh máu me đỏ lờm với mái tóc bù xù vô cùng ghê rợn. Tôi khẳng định cái thứ mà tôi vừa nhìn thấy đó chắc chắn không phải là người. Thức dậy đi, tôi dẫn đi coi cái này. Nhanh lên. Ma hồn vía lúc đó như bay lên mây. Tôi liền té xuống nền. Cái dây nước biển trong tay tôi một lần nữa rớt ra khỏi vị trí. Tôi cố dùng hết sức lết về phía giường của cô Út, mặc dù toàn thân tôi bủn rủn mà mắt vẫn không rời khỏi cô gái ma quái kia. Út à, cứu chị. Ơi, cái gì? Trời ơi, chơi cũng yên với bà nè. Có ma.
Ma gì? Ở đâu? Ở giường có ma, nó muốn bắt chị Út ơi, chị sợ lắm. Trời ơi, bà có bị tâm thần không? Thời đại nào rồi mà còn ma quỷ nữa? Chị nói thiệt bà. Cô Út để điện thoại xuống giường, nhìn qua giường tôi cho hỏi: đâu ma đâu? Nó dám xuất hiện á, tôi đánh cho nó khỏi đầu thai luôn cho bà coi. Mới hồi nãy. Thôi đi ngủ đi, mai tôi kêu bác sĩ á chuyển bà qua khoa tâm thần. Điên khùng không à. Chị nói thiệt mà, chị sợ quá Út ơi. Út cho chị nằm chung với em nha. Cái gì? Sanh đẻ thấy gớm muốn chết à? Nghĩ sao nằm chung với tôi vậy? Bà qua đó nằm á, coi ma có dám ăn thịt bà không? Tôi biết bà làm bộ mềm yếu, làm bộ bệnh này kia đủ thứ, cho làm bộ gặp ma để kêu anh hai tôi vô phải không? Anh tôi mắc đi dạy thêm kiếm tiền rồi, đâu ra cái thứ ăn ở không rồi dựa vô chồng kiếm chắc. Đàn bà gì mà ăn mặc lượm thượm, trước sau như một à, y hệt đàn ông. Coi, còn nhét gọn lỗ tai nữa, áo khoác thì hai ba cái, nhìn mắt mệt rồi. Tôi nhìn bà tôi còn thấy chán chứ nói gì anh hai tôi. Thấy Út Tiền nói năng hỗn hào, bà bác mới nói mấy câu nhắc nhở: nè con gái, ai mới sanh mà hổng nhét gọn mặt ấm chứ, đâu phải riêng gì chị con, là phụ nữ với nhau phải biết thương nhau, để sau này người ta còn thương lại mình đó con. Nè cái bà già kia, tôi nhịn bà lâu rồi nghe, bệnh thì lo bệnh đi, xí vô chuyện người khác làm chi vậy? Bộ ông bà tổ tiên cha mẹ nhà bà không biết dạy bà hả? Tôi cho bà đi chậu Diêm Vương luôn bây giờ. Tôi ái nái vô cùng, chứ vì tôi mà bà bị bà lây. Cô Út chửi bà xong rồi chửi tôi luôn bị bệnh tâm thần, điên khùng, hoang tưởng, còn nói ra những lời lẽ cay độc, miệt thị giống hệt má chồng tôi. Tôi không có làm bộ bệnh, càng không có nói xạo gặp ma. Rõ ràng cô gái kia lúc nãy vẫn còn ngồi sờ sờ ở giường tôi, vậy mà cô Út không thấy. Cô gái đó là vong hồn dắt dưỡng, bà không dám nói, sợ con biết con bệnh nặng thêm. Họ đi rồi, không có gì nữa đâu con. Tôi trở lại giường của mình, chiếc giường nhúm đầy máu tay vì chỗ mạch bị rớt kim. Tôi rất sợ nhìn thấy cô gái kia, sợ vệt máu tanh sẽ làm mình nôn mửa, nên không dám nằm xuống, chỉ biết khóc, ngồi dựa vào tường rồi ôm gối co ro. Điều mà tôi mong mỏi trong lúc đó là được có chồng ở bên cạnh, được anh ôm vào lòng thủ thỉ mấy câu: ngủ đi em, có anh ở đó rồi, đừng sợ nữa. Đồng hồ điểm 2 giờ sáng, lúc đó thấy Út không còn cầm điện thoại nữa, có lẽ đang ngủ rồi. Tầm khoảng mấy phút sau thì bóng đèn tự dưng chớp tắt. Cô Út bị một bàn tay đầy máu nắm chân lôi xuống giường. Út tự bụm cổ mình lại, la lên ú ớ. Được một lúc thì toàn thân cô Út bị nhấc lên không trung, xoay vòng, lộn đầu chút ngược xuống. Trời ơi, sao lại vậy? Thả tôi ra, cứu tôi với. Lúc này tôi thấy cô gái kia đang ngồi ở chỗ cạnh cửa sổ cái giường cuối cùng. Đầu cô ta bể nát, máu tuôn ra xối xả, nhuộm đỏ mặt mày chân tay, cả bộ đồ trắng đang mặc trên mình. Cô nhìn trân trân vô cô Út, hình ảnh gớm kiết quái dị gấp rất nhiều lần so với những lần xuất hiện trước đây. Có lẽ cô gái ma muốn dạy cho cô Út một bài học vì sự coi thường người khác, và muốn chứng minh rằng thế giới tâm linh là có thật, nên mới dùng ma lực của mình để nhấc bổng của Út lên cao. Được một lúc như đã hạ dạ, cô gái ma mới thả của Út văng xuống nền nhà. Cô Út chạm đất với tư thế nằm úp xuống, máu miệng chảy ra ngoài, răng môi lẫn lộn. Mày sợ chưa? Cút khỏi đây ngay. Cút! Lúc đó cô Út lồm cồm bò dậy, chụp vội cái điện thoại trên giường và chạy thật nhanh ra cửa đi mất biệt. Tôi muốn gọi bới theo vì đang lo cho cô Út
không biết phải làm sao, nhưng bà bác đã cản lại. Nhìn cô Út chạy đi, đến khi quay qua thì cô gái đã biến mất. Mọi thứ trong căn phòng trở lại bình thường như lúc đầu. Thế là sáng hôm sau, sau giờ khám bệnh, bà bác ra ngoài mua một ít bánh trái vào trong phòng để cúng cho cô gái nọ. Còn tôi vừa mới nội soi xong, bác sĩ nói không có gì, chỉ bảo tôi về phòng tiếp tục truyền dịch và điều trị, cho đến khi nào cả tôi và bé đều ổn thì lúc đó mới được cho xuất viện. Bà ơi, sao cúng mà bà không đốt nhang? Ở bệnh viện mà, đốt nhang bác sĩ thấy là chết đó. Lỡ xảy ra quả quản thì khổ. Cúng là ở cái tâm thành, người có tâm sẽ luôn được người âm che chở, con hiểu không? Dạ. Nhưng mà sao cô ấy cứ nói là muốn con giúp đỡ? Cô ấy cần gì vậy ba? Chắc họ đói nên muốn được ăn. Cúng xong là hết thôi, con đừng sợ. Liên tục hai ngày sau đó, mọi thứ trôi qua bình yên. Tôi không còn thấy cô gái ma đó nữa, kể cả trong giấc mơ. Có lẽ bà bác cúng kiến nên cô ấy ăn xong đã đi rồi. Bớt đi nỗi sợ hãi ấy thì thứ khác lại liền ập tới tôi. Lúc đó tôi nằm trên giường cầm điện thoại bấm vào hội nhóm mẹ bỉm sữa để học hỏi và chia sẻ các cách làm mẹ như thế nào. Nhìn thấy hình ảnh các mẹ đăng con lên, bé nào cũng mũm mĩm dễ thương, làm tôi nôn nao mong sớm được gặp lại con mình. Tôi xem một lúc thì bị bà bác la. Bà bảo mới sanh phải kiêng cữ nhiều thứ, không có được xem điện thoại nhiều sẽ ảnh hưởng tới mắt dễ sao. Tôi nghe lời bà cất điện thoại đi. Vừa định bấm tắt máy thì vô tình trượt màn hình xuống, dừng lại ở ngay bài viết của chị Trang. Chị là phụ huynh của một học sinh mà anh hay về nhà riêng để dạy thêm. Tôi thấy chị chụp hình với ai đó rất giống với anh. Tôi mới dừng lại xem thử. Cảm giác của tôi lúc đó suy sụp nhiều lắm. Chị mặc một bộ đồ ngủ hở hang, check in ở khách sạn, với dòng trạng thái là đang cảm thấy tuyệt vời. Và người đàn ông đang ôm chị từ phía sau, đó lại chính là chồng tôi. Dù chị đã dùng một cái hình che mặt lại, nhưng chiếc áo anh mặc, cái đồng hồ anh đeo trên tay, mái tóc của anh, vợ chồng sống chung hàng ngày, ngủ với nhau hàng đêm, làm sao có thể nhầm lẫn với người khác được. Xem đến đó, tim tôi như tắt lại. Anh bảo rằng mình bận không có thời gian đi nuôi vợ, nhưng lại có thời gian để đi khách sạn cùng với người phụ nữ khác. Nếu những ai đã từng bị chồng phản bội, chắc mới hiểu được cảm giác của tôi. Lúc đó tôi chỉ biết úp mặt vào gối và bật khóc lên. Lát sau thì một cô y tá bước vào phòng tôi, là ca trực của một cô khác chứ không phải em Trinh. Nè, mới sanh có mấy ngày mà làm gì khóc vậy em? Bộ em hay hết rồi hả? Hay cái gì chị? Không có gì. Ông xã em vô tới chưa? Khi nào vô biểu ảnh qua phòng trực làm có việc nha. Thật kỳ lạ, tại sao y tá lại hỏi đến chồng tôi, còn bảo anh qua phòng trực có việc? Không biết đã xảy ra chuyện gì mà hôm qua đến giờ bác sĩ và y tá có vẻ ấp úng khi gặp tôi. Quả thật anh Tính đang trên đường đến đây. Anh gọi cho tôi để hỏi đường lên phòng, và đó cũng là cuộc gọi đầu tiên kể từ khi tôi vào bệnh viện. Gặp được anh tôi vui lắm. Dường như tôi đã quên mất mấy bức ảnh đã đăng trên Facebook của chị Trang lúc nãy rồi. Anh lên với em hả anh? Ba má khỏe không anh? Ừ, khỏe. Sao mấy bữa nay em gọi mà anh không bắt máy vậy? Bận đi dạy. Tôi hỏi đến đâu anh đều trả lời đến đó. Anh không quan tâm tôi lấy một câu: em khỏe không? Em như thế nào rồi? Hay là con mình ra sao? Bao giờ nó được đưa ra? Anh chỉ đưa tôi cây viết với một tờ giấy mà trong đó đã có sẵn chữ ký của anh. Ly hôn đi. Ly hôn?
Không biết tôi có nghe nhầm hay không. Cho đến khi tờ đơn nằm trên tay tôi thì tôi mới xác định đó là sự thật. Nhìn mấy dòng chữ anh đã điền vô trước đó mà nước mắt tôi đã làm nhòa trang giấy. Anh tàn nhẫn tới mức độ nói lời chia tay khi tôi còn đang nằm trên giường bệnh. Lý do là ở chị Trang sao? Sao phải ly hôn anh? Vợ chồng mình đang hạnh phúc mà. Tôi và cô chúng ta không hạnh phúc từ lâu rồi. Ký tên đi, tôi sẽ trả tự do cho cô. Tôi mềm yếu tới nỗi ôm lấy cánh tay anh, tựa đầu vào vai anh để van xin, năn nỉ. Không, em không muốn đâu. Em thương anh lắm. Anh ơi, anh nghĩ lại đi. Đừng bỏ em bỏ con mà anh. Con còn đâu nữa? Nó chết rồi. Anh nói cái gì? Con bé tắt thở hôm qua. Bác sĩ gọi vào số của tôi. Nói cô còn yếu cho nên dặn tôi không cho cô biết. Dường như có một tiếng sét lớn vừa vụt qua tai, khiến cho tôi lùng bùng, không tin đó là sự thật. Tôi liền nhào ngay ra cửa. Tôi không tin. Tôi phải đi tìm bác sĩ. Tôi muốn gặp con tôi. Tôi để cho bác sĩ mang con bé đi chôn tập thể một nơi xa rồi. Cô không tìm gặp được đâu. Cái gì? Chôn tập thể? Tại sao anh không cho tôi biết? Sao anh không hỏi ý tôi? Tôi là mẹ nó mà, là người trước ruột sinh ra nó. Anh đem con tôi đi đâu? Sao anh không mang nó về nhà? Mau trả lại cho tôi. Trả con lại cho tôi. Buông tay ra coi. Tôi đã mệt mỏi quá rồi. Đứa con mà tôi chờ là con trai, chứ không phải là một đứa con gái như cô đã sinh ra. Tôi vốn chưa bao giờ xem nó là con của mình cả. Dù nó có chết ấy, thì cũng phải vùi thay ở một nơi khác kìa, chứ không phải là đất nhà tôi. Càng không được lên bàn thờ dòng họ nhà tôi. Cô hiểu chưa? Ký tên đi. Tôi quệt vội mấy dòng nước mắt, cầm cây viết ký tên mình vào tờ đơn ly hôn anh đã đưa. Không chần chừ, không do dự. Đó chính là tận cùng nỗi đau của một người mẹ vừa mới mất con, và một sự thật phũ phàng của người chồng tàn nhẫn, không có gì đáng để níu kéo. Được, tôi ký. Anh đi, để lại đó là bao nhiêu ánh mắt, bác sĩ, y tá, cả những người nuôi bệnh. Ai cũng đổ xô tập trung vào trước cửa phòng tôi, cho tới khi bị bảo vệ giải tán đi. Có lẽ lúc nãy tôi hét lên ồn ào đã làm cho mọi người chú ý. Bác sĩ có qua phòng giải thích cho tôi hiểu về tình trạng của con tôi. Họ không cố ý che đậy sự thật, chỉ là gọi điện trước cho chồng tôi hay rằng em bé đã mất, bảo người nhà đến làm giấy tờ để nhận xác bé về. Nhưng không ngờ người đàn ông đó tàn nhẫn tới mức biểu bác sĩ mang con bé đi đâu cũng được, muốn chôn hay thiêu tùy ý, xem như cái xác bị bỏ rơi, trôi sông lạc chợ, không có người thân thuộc. Ấy vậy mà anh ta lại bảo cho bác sĩ không chịu nói với tôi, vì lý do là tôi còn yếu. Nhàn à, coi như duyên của hai mẹ con chỉ được một đoạn ngắn. Nếu như có duyên sẽ gặp lại thôi. Ráng lên con. Tôi nằm trên giường bệnh im lặng, không ăn không uống, không nói chuyện với bà, chỉ đưa đôi mắt buồn bã nhìn ra cửa sổ xa xăm. Bao nhiêu là mất mát đau thương bủa vây lấy tôi chỉ trong tích tắc. Người ta mất thứ này cũng còn thứ khác, còn tôi mất cha mất mẹ, mất chồng. Đứa con tôi mang nặng đẻ đau 9 tháng sinh ra, giờ nó cũng bỏ tôi mà đi. Chợt tôi thấy cô gái ma đang ở ngoài cửa sổ. Cổ ngâm lên mấy câu thơ, giọng trầm buồn như đã thấu hiểu được lòng của người mẹ mất con. Thương thay thân phận nhan hồng, chẳng níu được chồng, chẳng giữ được con. Nấm ruột đỏ hỏn xanh non, thác chưa kịp thấy,
thay chôn chốn nào. Tôi bước xuống giường, đi ra khỏi cửa, thả hồn theo tiếng ngâm thơ. Đi mãi, cho đến dãy hành lang bệnh viện. Nơi tôi đang đứng là lầu 3, cách cửa sổ phòng tôi không xa lắm. Cũng tại chỗ này của một năm về trước, đã diễn ra một câu chuyện của đôi vợ chồng hết sức thương tâm. Tất cả như một bộ phim chiếu chậm. Mấy năm nay, lúc nào tôi cũng ăn cơm bệnh viện, ngủ bệnh viện cùng với cô. Tôi mệt mỏi quá rồi, chia tay đi. Làm người ai mà không bệnh, không chết. Em cũng đâu có muốn mình bị ung thư đâu. Đã là vợ chồng thì ít ra mình phải san sẻ cùng nhau chứ. Anh ở lòng nào nói tiếng chia tay khi em đang đối mặt với cái chết sao anh? Đó là việc của cô. Tôi chỉ muốn được tự do thôi. Đây là tiền nè, cô tự thuê người chăm sóc cho mình đi. Tôi làm chồng tới đây là hết trách nhiệm rồi. Ít ngày tôi sẽ cho người mang đơn ly hôn vô cho cô ký sau. Chào cô. Sau cuộc chia tay, người chồng quay lưng đi, để lại đó một cô gái đáng thương cầm trên tay số tiền mà người chồng đưa cho. Chưa kịp nghĩ nhiều, nhanh như chớp, người con gái ấy đã nhảy từ trên lầu xuống. Cô đã chết ngay tại chỗ, cơ thể bị gãy từng khúc xương dịu quặt, máu từ mặt và lỗ tai tuôn trào thành vũng, đầu bị vỡ làm đôi. Cái xác mà cô nhìn thấy ở dưới đó là tôi. Cô gái hiện ra ở phía sau lưng, thốt lên một câu nói làm tôi quay qua cũng có chút giật mình. Ngày hôm đó lúc cô vừa nhập viện, vô tình tôi nghe được bác sĩ đọc tên và ngày tháng năm sinh của cô. Ngày tháng đó trùng với tôi, không sai một số cả. Nên tôi đã qua khoa sản, cố tình hiện ra trong nhà vệ sinh để nhìn mặt cô. Tôi đã khiến cho bệnh cô nặng để bác sĩ chuyển cô qua đây. Tôi dắt dưỡng ở đây suốt 3 năm dài, cô đơn buồn tủi, đối lạnh, không ai cúng kiến. Tôi cần có người để chia sẻ, cần có một người hiểu thôi, xuống dưới đó làm bạn với tôi. Có như vậy tôi mới sớm đi siêu thoát được. Thì ra cuộc đời cô gái ấy cũng có điểm giống tôi, giống ở ngày tháng năm sinh, giống về hôn nhân không được hạnh phúc. Là kiếp đàn bà sao lại khổ đến như vậy. Tôi cũng không khác gì cô. Giờ đây sống trên đời này có còn ý nghĩa gì đâu. Không còn ai để cho mình động lực sống tiếp. Thôi thì tôi sẽ thế mạng cho cô, để cô được đi đầu thai kiếp khác. Cô yên tâm, tôi sẽ nhảy xuống đó để thế mạng cho cô. Tôi nguyện làm bạn, làm người thân để cô tâm sự. Cho tới khi nào cô đi đầu thai thì thôi, hãy chờ tôi. Nói xong, tôi nhìn xuống phía sân bệnh viện xa thẳm kia. Từ đây trời xuống đó chỉ có tan xương nát thịt. Lúc đó tôi rất can đảm, không một chút sợ hãi. Chết đi có thể cứu lấy được một linh hồn thì cái chết đó cũng coi như có ý nghĩa rồi. Tôi nhắm mắt lại rồi cố nhấc mình lên, lao xuống. Trời ơi, có người nhảy lâu, có người nhảy lâu. Lúc bàn chân vừa rời khỏi thành lan can được một đoạn, tôi thấy người mình nhẹ bẩn đi. Dường như có một linh hồn khác vừa hòa nhập vào cơ thể của tôi. Và sau đó tôi không biết gì nữa cả. Cho đến khi tôi tỉnh lại, mở mắt ra, tôi thấy có nhiều người đang bu quanh mình. Họ nói chuyện ồn ào, huyên náo. Trời ơi, sao mà lạ quá vậy bác My? Cô nhảy từ lầu 3 xuống mà không hề bị chấn thương gì hết á. Không lẽ vụ tai nạn này có liên quan tới vấn đề
của vụ 3 năm trước hay sao? Bác sĩ My lắc đầu, kéo theo là sự tò mò của rất nhiều bác sĩ y tá ở bệnh viện. Em y tá Trinh vội lấy điện thoại ra, mở ngay mấy tấm ảnh mà mấy ngày trước đã chụp trong phòng nội số 7. Nè, mấy bác xem, em chụp được mấy tấm này ở phòng nội số 7. Lúc mà bệnh nhân Nhan đang nằm, tấm nào cũng có dính hình cô gái mặc áo trắng hết. Mình mấy toàn là máu à. Em nghĩ có khi nào là một sự đồng cảm nào đó, cho nên cổ che chở, cứu mạng Nhan thoát khỏi cái chết không? Ông biết là mấy bác có nghĩ giống em không? Một lần nữa họ lại im lặng nhìn nhau. Mặc dù rất khó để lý giải, nhưng đó là sự thật. Người nào cũng gật đầu như đồng tình ý kiến với em Trinh. Bà bác nắm lấy tay tôi, bà mừng trơi nước mắt. Trời Phật ơi, con có sao không con? Nhan ơi, Sao con chưa chết nữa bà? Sao mày dại dột quá vậy? Tự nhiên đi tìm cái chết. Lúc con vừa nhảy xuống, bà có chạy ra chụp lấy nhưng mà không kịp. Lúc bà ra tới hành lang, bà thấy cổ nhập vô người con rồi. Rồi cái con nhẹ nhàng tiếp đất, không có ai thấy hết, nhưng mà bà thấy được. Mấy ngày trước, lúc bà coi bàn tay của con đó, bà thấy đường bổn mạng đứt quãng mờ nhạt. Số con đã tận, chỉ sống được mấy ngày nữa thôi. Lúc đó bà không dám nói ra, nhưng bây giờ con coi, đường chỉ tay đậm lên rồi nè, nó chỉ thẳng vô đây, tức là con có người giúp đỡ. Giúp người khác tức là đang giúp mình. Đức năng thắng số, con không sao rồi Nhan à. Trải qua những ngày nằm viện thì tất cả các bệnh của tôi cũng khá hơn và sức khỏe đang dần hồi phục trở lại. Ngày tôi ra viện, bà bác có tiễn tôi một đổi đường. Xảy ra nhiều chuyện như vậy, giờ con định đi đâu? Dạ, con cũng không biết mình sẽ đi đâu, về đâu nữa bà. Đây nè, bà cho con sợi tràng này, còn mấy trăm ngàn nữa, cầm mà đi xe đi con. Dạ thôi, bà giữ lại đeo đi. Còn tiền bà để mua đồ tẩm bổ cho khỏe, để mau ra viện nữa. Con còn trẻ, còn đi kiếm việc làm được mà. Cảm ơn bà, thời gian qua đã chăm sóc và giúp đỡ cho con. Không có bà, con không biết dựa vào ai để vượt qua nữa. Ơn nghĩa cái gì không biết, bà biểu cầm thì cầm đi, không tao giận mày à. Dạ, vậy... Phải vậy chứ. Nhan à, quên hết đi con. Hãy tha thứ cho những người không tốt với con. Đừng oán trách họ làm gì. Coi như mình trả cái nợ đời từ nhiều kiếp vậy. Từ nay phải biết trân quý sinh mạng của mình, đừng có dại dột nữa. Đi đi con, nhớ đừng quay đầu nhìn lại. Tôi cười buồn rồi gật đầu, tạm biệt bà, bước đi ra hướng cổng bệnh viện mà không ngoái đầu nhìn lại. Lúc cầm số tiền và chuỗi tràng hạt của bà trong tay, tự nhiên tôi cảm thấy lòng mình phấn chấn hẳn lên. Dường như có một nguồn năng lượng tích cực đang thôi thúc tôi mạnh mẽ. Tôi nhận ra khoảng thời gian qua mình đã quá yếu đuối và ngu ngốc. Một người thầy giáo sống không có đức độ thì làm gì đủ đạo để đứng trên bục giảng dạy cho người khác chứ. Càng không xứng đáng để tôi phải rơi nước mắt. Bà dạy rất đúng. Tôi sẽ quên anh, quên hết những người đã không tốt với mình và tất cả những gì đã xảy ra trong quá khứ. Nhưng phía sau tôi còn có một người mà cuộc đời này tôi không thể nào quên. Tôi khựng lại trong giây lát,
rồi liền dứt khoát quay bước đi thật nhanh, trở vào bệnh viện. Bà ơi, bà. Ủa, Nhan, con quên đồ hả? Bà đã dặn hãy bỏ hết đi, không được quay lại mà. Dạ, con quên bà. Con quên một người rất quan trọng với con. Bà cho con ở với bà luôn nghe bà. Cái con nhỏ này, thiệt, mày làm bà khóc rồi. Thế đó, từ bữa đó tôi gọi bà là ngoại. Tôi ở lại bệnh viện chăm sóc ngoại cho đến một tuần sau khi ngoại khỏe hẳn. Hai bà cháu đón xe trở về Sớm Dừa. Đó là ngôi nhà nhỏ của ba má tôi trước kia. Lâu ngày không về nên cỏ rác bụi bặm bám đầy. Nhưng chịu khó dọn dẹp lại thì vẫn là túp lều lý tưởng. Tôi cũng có liên hệ với bác sĩ để biết được chỗ chôn cất của con tôi, và đã xin mời sư thầy tới bệnh viện để tiếp dẫn linh hồn của cô gái kia và con gái tôi về nhà. Tôi thắp nhang xin ba má quá cố cho phép tôi lập bàn thờ họ ở cạnh bên để chăm lo hương khói. Biết được hoàn cảnh nên bà con hàng xóm cũ cho tôi mượn tiền để mua một chiếc xe máy cũ. Hàng ngày tôi chở ngoại ra chợ để bán vàng mã, còn tôi xin vào chạy bàn rửa chén cho một quán ăn. Khoảng thời gian đó tôi có về lại bên chồng để thăm ba và tới lui tòa án để giải quyết cho xong vụ ly hôn với anh Tính. Tức là từ đó tôi chính thức được tự do, người phụ nữ gian dở một lần đó. Bảy năm sau, dường như nhờ vào sự phù hộ, che chở của ba má, của cô gái nọ và cả con gái của tôi, nên tôi luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, làm ăn khấm khá lên. Từ một người chạy bàn, tôi dần trở thành bà chủ quán. Do chủ cũ phải chuyển chỗ ở về thành phố nên sang quán lại cho tôi. Rồi dần dần tôi sửa sang, trang trí cảnh quan lại, đầu tư thêm nhiều bàn, nhiều món ngon lạ miệng. Bên cạnh mở thêm một quán cà phê, tôi chia làm hai căn. Căn thứ nhất thiết kế cầu kỳ mới mẻ theo kiểu hiện đại, căn còn lại thì bài biện giản dị, cây nhà lá giường theo lối của miền Tây. Tôi lên tận Buôn Mê Thuột tìm loại cà phê tốt nhất để về bán cho khách. Từ đó mà khách ra vào tấp nập, lợi sinh lợi, tiền để ra tiền. Tôi sửa sang lại nhà cửa, mua xe, chăm chút nhan sắc cho bản thân mình, và hơn nữa là chăm sóc thật tốt cho ngoại. Phụ nữ là vậy, phải thay đổi để làm lại từ đầu, đâu cứ phải vì một người mà ôm ấp niềm đau mãi được. Một ngày nọ bước vào quán của tôi, gọi ly cà phê không đường, là hình ảnh của một người thầy giáo quen thuộc. Hồng Nhan, thật là em đây sao? À, mới có 7 năm mà anh đã không nhận ra tôi rồi sao? À, người ta nói em bây giờ là bà chủ, không ngờ em lại mở được nhiều quán vậy, buôn bán đông khách nữa. Dạ, cảm ơn anh quá khen. Tất cả nhờ anh á, tôi mới có được ngày hôm nay. À, coi như ly cà phê này tôi mời, anh cần phải trả tiền đâu. Tôi dứt khoát quay đi thì anh liền đứng dậy, nắm chặt lấy tay tôi. Giọng điệu đáng thương hơn cái lúc anh ta hùng hổ buộc tôi ký đơn ly hôn ở bệnh viện rất nhiều. Nhan à, tha lỗi cho anh đi, mình làm lại từ đầu được không em? Anh Tính à, anh không nghe người ta nói câu này sao? Đàn ông phản bội cũng giống như một cái áo cũ gì, nếu đã cởi bỏ đi rồi thì sẽ không bao giờ mặc lại hết. Tôi đâu có dại mà để cho người khác có cơ hội làm tổn thương tôi một lần nữa. Anh hiểu chứ? Nhật, khoan đã, nghe nói má bị tai biến lần hai, qua đời hồi tháng trước. Nhà mình bây giờ làm ăn lụng bại, heo bò thì chết sạch rồi. Trang bỏ anh theo người khác rồi, anh đi dạy nhà của mình ba dốt tiền chăm lo nhan khối cho má. Em về với anh đi em, về với ba. Ba nhắc em á, ba ốm đi nhiều lắm. Anh Tính à, đó là việc của gia đình anh,
có quan hệ gì với tôi mà kể lể chứ. Xin lỗi anh, tôi bận bịu lắm, không thể đứng đây mà tiếp chuyện với anh lâu được. Chào anh. Bỏ mặt anh ta phía sau lưng, lần này tôi quay đi thật, nửa mỉm cười mà nửa trong lòng lại trưng trưng. Kết cục như ngày hôm nay của gia đình anh cũng rất xứng đáng. Phản bội người khác thì trước sau gì cũng sẽ bị người khác phản bội lại, đó là việc sớm muộn thôi. Tuy nhiên tôi chợt thấy khóe mắt trưng trưng vì tôi nhớ tới ba. Trước kia tôi từng hứa sẽ hiếu thảo để ba được vui lòng, nhưng vì biển dâu đổi dời, tôi không còn đủ duyên và cũng không còn đủ tư cách để ở bên cạnh chăm sóc cho ba. Nhận được tin đó, thỉnh thoảng cuối tuần tôi có về bên đó đốt nhang cho má và hỏi thăm sức khỏe của ba. Biết ba không nhận vật chất từ tôi tìm cách báo hiếu cho ba với chú Sáu bằng cách nhờ các sư gửi gạo, mì, phong bì vào các ngày rằm trong tháng. Tôi nhờ sư, nếu như ba có hỏi thì bảo đó là phần quà của chùa giúp mạnh thường quân làm thiện nguyện tặng cho người có hoàn cảnh khó khăn. Bạn ơi, có câu sống trên đời điều gì cũng có thể quên đi. Đừng bao giờ quên người đã ở bên cạnh những lúc mình khó khăn, bệnh tật. Đó là lương tâm, là hiếu đạo của một con người mà tất cả phụ nữ chúng ta đều phải đeo mang bên mình. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Những Ngày Nằm Viện của Đại Thất Tử. Xin hẹn quý thính giả ở những câu chuyện sau. Chúc mọi người một đêm ngon giấc.